Tôi xin thay mặt cho ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy rất là hân hạnh cùng với hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin thay mặt cho vườn quốc gia cũng rất là trân trọng cảm ơn tình tình của hai họ, hai gia đình cũng như các ông các bà và các quý vị đại biểu đã dành cho hai cháu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng mong muốn rằng giữa vườn quốc gia chụp ảnh của hai cháu cùng với hai gia đình rồi bè bạn và các bác các anh chị mọi người có mặt ngày hôm nay tiếp tục chúng ta chung dây vun đắp hạnh phúc cho hai cháu, chúc cho các cháu tiếp tục phát triển và đơm hoa kết trái hạnh phúc dài lâu. Xin thay mặt cho ban quản lý vườn quốc gia Xuân Thủy có quà các cháu, xin mời hai cháu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.